Xin trân trọng giới thiệu quý vị khán giả trận đấu thứ hai sáng hôm nay, đội về tay trái của trọng tài là đội của Bắc Sơn, pháp thuật màu vàng vàng xanh. Đội pháp thuật màu vàng đen là đội của Thị Sơn. Trọng tài một Uông Sơn, trọng tài hai Đình Minh. Thể thức thi đấu 3-2. Vâng, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai giữa xã Bắc Sơn sẽ gặp đội tuyển Thị Trấn. Thì hai đội đang làm thủ tục chào khán giả và trước khi thi đấu. Và trước cổng kính của chúng ta là xã Bắc Sơn, nắm trong một áo màu vàng xanh, quần đen, quần đen vàng. Và phía bên kia sân là đội tuyển Thị Trấn, trong trang phục áo màu vàng đen, quần xanh đen. Đội của Bắc Sơn, đội của Bắc Sơn Nguyễn Đức Bảo 5, 6, 3, 2, 11 và 8. Đội của Thị Trấn 2, 7, 6, 11, 9 và 3. Báo cáo công tác trình xong. Hiệp đầu thứ nhất, đội Thị Trấn được quyền phát bóng và trận đấu bắt đầu. Và đội tuyển Thị Trấn sẽ được giành quyền phát bóng ở trận đấu đầu tiên của trận thứ hai. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 1-0. Thị Trấn bỏ bóng tốt, điểm cho Thị Trấn 1-0. Vậy là Thị Trấn vẫn bóng chưa qua lưới, điểm cho Bắc Sơn 2-1. Tiếp tục là pha phát bóng cho qua lưới của Bắc Sơn. Tiếp tục phát bóng, điểm cho Thị Trấn 2-2. Vậy là Bắc Sơn đánh bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm cho Thị Trấn 3-2. Thị Trấn phát bóng chưa qua lưới, điểm cho Bắc Sơn 3-0. Các cầu thủ tập đập bóng chứ không tập phát bóng. Đây là rất nhiều pha phát bóng chưa qua lưới. Bắc Sơn chắn bóng tốt, điểm cho Bắc Sơn 4-3. Phòng thủ rất hay của Bắc Sơn, một cầu thủ số 6 phòng thủ rất hay. Lần này thì Thị Trấn bỏ bóng rất lâu rồi, điểm cho Thị Trấn 4-0. Đội điểm 4-0 cho Thị Trấn. Sơn đập bóng tốt, điểm đời 5-4. Điểm cho Bắc Sơn 5-4. Phòng thủ dòng chân rất hay. Vẫn còn. Bỏ bóng tốt. Vậy là Bắc Sơn bỏ bóng tốt, điểm 6-4. Một chiến công số 6 của Bắc Sơn bỏ bóng tốt, điểm cho Bắc Sơn 6-4.
đánh bóng tốt của bóng tốt Thị Trấn đây. Chủ công số 2 bên Thị Trấn. Điểm cho Thị Trấn 5-6. Đánh bóng tốt của chủ công bên Bắc Sơn. Thị Trấn chầm lưới. Điểm đầu 7-5. Chầm lưới của Thị Trấn. Điểm cho Bắc Sơn 7-5. Phát bóng ra ngoài. Bóc Sơn phát bóng ra ngoài. Điểm cho Thị Trấn 6-7. Điểm cho Thị Trấn 6-7. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Thị Trấn 7 đều. Lối chầm lưới của Thị Trấn rồi. Điểm đôi. Điểm cho Bắc Sơn 8-7. Đánh bóng tốt của Thị Trấn. Thị Trấn đập bóng tốt. Cho Thị Trấn 8 đều. Đi bên kia trận thứ hai đi có vẻ như hay hơn, nhưng mà để là quay trận sẵn nào thì để sẽ quay ở đây luôn. Bên kia thì có hai người quay rồi. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 9-8. Đánh bóng tốt của Thị Trấn 9 đều. Điểm cho Thị Trấn 9 đều. Và đánh bóng bóng tốt của chủ công số 2 bên Thị Trấn. Điểm cho Thị Trấn 19. Bắc Sơn đánh bóng ra ngoài. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Thị Trấn 11-9. Thị Trấn chắn bóng tốt. Điểm cho Thị Trấn 12-9. Rồi Bắc Sơn thứ nhì lần thứ nhất ở hiệp 1. Thank you.
ở đây cũng nói trong video luôn nha, đây không phải trực tiếp đâu nha. Các bạn muốn xem lại những cái trận đấu này thì các bạn vào kênh xem nha. Thì ở đây muốn mang đến sự chất lượng đến cho anh chị em xem trên kênh. Còn phải trực tiếp đi nó các bạn có thể xem trực tiếp nó hay hơn. Nhưng mà chất lượng nó không được tốt hơn. Chắn bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 10-12. Mày ba đi đứng sau đây. Đi trước đó. Đừng đi trước mà không cần nhá. Thủy Vân đập bóng tốt. Điểm. Vậy là điểm cho thị trấn 13-10. Rồi nhà gì cũng có trần nị hay này. Đâu là hết rồi. Con trần trần hay lắm, trần bên nó hay hơn. Ngân hàng gặp đa sớn. À đa sớn vậy. Đánh bóng tốt của thị trấn. 14-10. Điểm cho thị trấn 14-10. Vẫn chưa thể qua được tay chắn của thị trấn. Chắn bóng tốt. Thị trấn chắn bóng thành công. Điểm cho thị trấn 15-10 rồi. 15-10. Ờ, mười thị trấn là bế tế. Chưa bàn bàn kịch ngày sáng hay mãi chúng kịch vậy là Bắc Sơn đánh bóng ra ngoài tiếp tục điểm cho thị trấn 16-10. Đội ngân hàng tủ MC này rồi bóng lại chưa không mất dâm bỏ bóng tốt của Bắc Sơn điểm cho Bắc Sơn 11-16. Sáng nay hình có 4 trận thôi, bà coi trận này nó đang dễ. Chào, kia bà nắng bệnh rồi. Máy mới chung kệ cả bạn ơi. Sao máy? Tiếp tục kia tổng cái đi khóc. Không thả cho mình mạnh. Phòng thủ rất hay của thủ số 6 bên Bắc Sơn. Lê được đi khóc. Bỏ bóng tốt của đội tuyển thị trấn. Điểm cho đội tuyển thị trấn 17-11. Cậu đừng để cho đâu nữa, còn hai người hại đâu nữa. Còn chỗ không phải. Chứ đánh gì đâu này, chứ đánh gì. Chuẩn bị. Đánh bóng tốt của chủ công số 5 bên Bắc Sơn. Điểm rồi. Điểm cho Bắc Sơn 12-17. Đánh bóng tốt của thị trấn. Điểm cho đội tuyển thị trấn 18-12. 18-12. Bỏ bóng rất khôn ngoan của Bắc Sơn.
13, 18. Bắp Sơn 13, 18. Bảo thủ rất hay. Vẫn còn, không được rồi. Đánh bóng có qua. Tiếp tục điểm cho thị trấn 19-13 rồi. 19-13. Và xử lý rất khôn ngoan của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 14-19. Đánh bóng tốt của thị trấn. Điểm cho thị trấn 20-14. 20-14. Đã hôn đam rồi. Đánh bóng bật tay cả đám ngoài của thị trấn. Điểm cho thị trấn 21-14 rồi. Thị trấn phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn 15-21. Đấy là một pha rồi bom của chủ công số 11 lên thị trấn. Điểm cho thị trấn 22-15. Điểm cho thị trấn 23-15. Chắn bóng tốt của thị trấn. Điểm cho thị trấn 24-15. Lối chầm lưới. Đánh chắn bóng tay chầm lưới của thị trấn. Điểm cho 16-24. Về ăn cơm Khang ơi. Về ăn cơm. Vậy là kết thúc set đấu thứ nhất thì đội thị trấn đã giành chiến thắng trước một điểm số rồi. Chúng ta cho bước vào set đấu thứ hai trong vòng ít phút đó. Thank you.
Tinh thần thi đấu của đội tuyển thị trấn và chiều hôm nay gặp Tân Sơn. Trân trọng kính mời các tinh thần của ba con nhân dân thị trấn chúng ta sẽ ủng hộ tinh thần và ủng hộ cho đội bóng và vật chất, đặc biệt là vật chất. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai giữa đội tuyển thị trấn gặp xã Bắc Sơn. Bây giờ xét đấu thứ nhất thì đội tuyển thị trấn đã dẫn trước với một điểm số rồi. Trước ống kính chúng ta là đội tuyển thị trấn và phía bên kia sân là xã Bắc Sơn, đội tuyển xã Bắc Sơn. Và ở xét đấu thứ hai này thì xã Bắc Sơn sẽ giành quyền phát bóng. Đế đi công phạt trực tiếp đâu nha, chỉ có ép lái thôi. Tuyệt vời, bắt đầu, đóng đi lấy cánh xem nha, cánh ngô lế nha. Đánh bóng tốt của chú Công số với một bên thị trấn. Điểm đổi một. Và điểm số đầu tiên cho thị trấn rồi, 1-0. Vậy là pha đánh chết trên lưới thì Bắc Sơn đã có điểm, điểm cho Bắc Sơn, 1-0. Rất chạy chọt. Vậy là Bắc Sơn đánh bóng và tay chắn ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn, 2-1. Bóng điểm cho Bắc Sơn, 3-1. Bắc Sơn phát bóng chưa qua lưới, điểm cho thị trấn, 2-3.
Đấy là pha tấn công tốt của Bắp Sơn. Điểm cho Bắp Sơn 4-2. Phòng thủ không thành công của Bắc Sơn. Tiếp tục điểm cho Định Ấn 3-4. Đánh bóng bật tay chắn ra ngoài của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 5-3. Chắn bóng tốt của Bắc Sơn, tiếp tục điểm cho Bắc Sơn 6-3. Ở trận đấu thứ hai thì tinh thần thi đấu của các cầu thủ Bắc Sơn có vẻ như là tốt hơn. Đã dẫn trước 3 điểm số rồi, trước thị trấn. Chắn tay chắn ra ngoài. Một pha đánh bóng bật tay chắn ra ngoài của đội tuyển thị trấn, điểm cho thị trấn 4-6 rồi. Bác ơi, cho em quay cái góc này đây. Bắt bóng ra ngoài. Đây là thị trấn bắt bóng ra ngoài. Bắc Sơn 7-4. Điểm cho Bắc Sơn 7-4 rồi. Gặp bác vô tránh cho ông kính nhé em cả nhá. Đánh bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 5-7. Các bạn đi đứng 6 không anh cả nhá. Bước 1 tốt rồi. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 8-5. Điểm rồi 8-5. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn, tiếp tục điểm cho Bắc Sơn 9-5. Bác ơi. Không được rồi, tiếp tục điểm cho Bắc Sơn 10-5 rồi. Thì gần chú mũi lần thứ nhất hết bộ hết bãi. Bên kia không hay không mặt. Ủa, đấy rồi nó được. Lạch quá ăn đập, đập dập, nó thấy con lộn đời, nó cũng ngon. Đeo hơn, chục rồi đi. Nga mà không quỷ, à tổ em tí. Đập như bóng. Đã đập mọi nó tạc tạc rồi chứ. Yêu, đó yếu quá nên không đập được. Đánh cho hòa. Hết thời gian rồi, mời hai đội tiếp tục vào trang thi đấu. Bên ý ngã ngửa. Hai đội ngã ngửa. Và trận đấu tiếp tục, điểm số đang nghiêng về Bắc Sơn 10-5 rồi. Đại tấn sơn của đại chúng. Đánh bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 60. Thị trấn đập bóng tốt, điểm rồi 60. Thấy đâu đang đánh cho tàu hoa trấn.
Trận bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 70. Bắc Sơn đặt bóng tốt, điểm rồi, 11-7. Điểm cho Bắc Sơn, 11-7. Vậy là thị trấn đánh bóng ra ngoài, tiếp tục điểm cho Bắc Sơn 12-7. Điểm 12-7. Đập lên chặn luôn. Tâm. Thị trấn bỏ bóng tốt, điểm cho thị trấn 8-12. Cho thị trấn 8-12. Trấn tốt bê, nói chung đâu để thị trấn lệch quá. 10 là được chứ, cái mình 10. Có cái này thị trấn mình tặng nó chứ bên đây. 10 nắm cái này nó được. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn, điểm tốt cho Bắc Sơn 13-8. 13-8. Mười hạ, con là mười hạ. Mười gọi là anh Trung. Đây anh Trung chứ mười hạ. 16. Gọi là hai xẹt ở đâu nữa, khoảng tầm 20 phút là hết. Bên đi đây gần khoảng gần tiếng hết. Đánh bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 9-13. 9-13. Có thể anh cái đó chứ mất chặt. Để tay bên mình đập quả lắm quả. Đánh bóng bật tay chắn ra ngoài của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 13-9. Thắng rồi, bị sạch bả rồi. 14-9. Và đấy là pha rồi bóng thị trấn đập bóng tốt, điểm rồi 14. Điểm cho thị trấn 10-14. Chắn bóng tốt của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 15-10. Điểm 15-10. Thì ở trận đấu thứ hai này thì đội tuyển Bắc Sơn, xã Bắc Sơn có một tinh thần thi đấu tốt hơn ở trận đấu thứ nhất. Vậy là bật tay chắn ra ngoài của thị trấn, điểm cho thị trấn 11-15. Thank you.
Đấy bóng tốt của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 16-11. Lưới đây, lưới đây. Bắc Sơn lưới chầm lưới. Vậy là lưới chầm lưới của Bắc Sơn. Điểm cho thị trấn 12-16. Bắc Sơn đánh bóng đưa qua lưới, điểm cho thị trấn 13-16. 13-16. Ở đây ngồi mấy ngủ rồi. Bóng Bắc Sơn. Điểm đổi cho Bắc Sơn 17-13. Bắc Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Bắc Sơn 17-13. Qua lưới, bóng thị trấn đánh bóng qua lưới, điểm cho Bắc Sơn 18-13 rồi. Thị trấn đánh bóng tốt, điểm cho thị trấn 14-18. Chắn bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 15-18. Phòng thủ rất hay của Bắc Sơn. Quả bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 19-15 rồi. Bỏ bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 16-19. 16-19. Bắc Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Bắc Sơn 20-16. 20-16. Chắc Hải. Tần Hải, chị Thứ Hải. Chắc một thì Tần Hải lắm. Chắc nghĩ Hoa chắc là phải đánh cho cá đó. Chưa, mấy Bắc Sơn thẳng đó, Hoa. Đánh bóng tốt của thị trấn, điểm cho thị trấn 17-20. Thị trấn đập bóng tốt, điểm 17-20. Bắc Sơn đánh bóng tốt, điểm cho Bắc Sơn 21-17. Điểm đổi cho Bắc Sơn 21-17. Hai trận rồi. Hai trận.
nếu hái đầu đi được nó gấp đôi đạt đấy. Vẫn còn. Có điểm hay không? Phòng thủ rất hay của Bắc Sơn. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 22-17. Không hề đơn giản. Các cầu thủ của Bắc Sơn không hề đơn giản. Những pha tấn công của Thị Trấn đều bị các cầu thủ của Bắc Sơn thủ lên hết. Như vậy Thị Trấn chưa đủ lần thứ hai. Lần này đi ngang ngửa rất hay mọi người ơi. Thì buổi sáng hôm nay theo như là lịch là chỉ có diễn ra trong 4 trận giữa 2 sân. Em thời gian rồi, em mời ai đòi vào trận tiếp tục cái đầu. Sóng trận này thì sẽ nghỉ. Sóng trận này thì sẽ nghỉ chiều nay tiếp tục 2 trận. Chiều nay tiếp tục 4 trận giữa 2 sân. Đánh bóng tốt của Thị Trấn, điểm cho Thị Trấn 18-22. Vậy là Thị Trấn đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Bắc Sơn 23-18 rồi. Chắc chắn xét thứ 3 rồi. Chắc chắn sẽ phải thi đấu xét thứ 3 rồi. Thị Trấn đánh bóng tốt, điểm cho Thị Trấn 19-23. 19-23. Đừng có đấu luôn đấy. Bên khán giả phía sau bên trong tôi chạy nhân lưu hồ ra cái đi. Câu 11 xuống rồi thì có điểm. Đây là Bắc Sơn. Đập bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm 24-19 cho Bắc Sơn. Phòng thủ rất hay của Bắc Sơn. Rất hay. Và kết thúc trận đấu thứ hai. Vậy là trận đấu vẫn chưa hết mọi người ơi, vẫn chưa hết. Lỗi chầm lưới của Bắc Sơn. Qua chân. Qua chân. Rồi Bắc Sơn qua chân. Điểm cho Thị Trấn 20-24. Thị Trấn 20-24. Mày bắn ơi, lùi tí. Quay quả cuối quá. Kẻ bắt quả cuối đó. Bóng tốt của Thị Trấn. Điểm cho Thị Trấn 21-24. Điểm cho Thị Trấn 22-24 rồi. Đội Bắc Sơn xuống đội lần thứ nhất. Hiệp 2. Đội Bắc Sơn chỉ còn một điểm sau nữa thôi.
Rồi dây. Bao hai đầu vào thân tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục, điểm đang nghiêng về Bắc Sơn với điểm số 24-22. Bóng chưa qua lưới kiểm cho tỷ số 23-24 đâu. Để đều là thua. Bán đi 3-24 rồi. Bóng ơi, chén. Bóng ơi. Chạy sóng bên trong quấy đây. Chén mặt tôi. 24 đều, bắn đòn, bắn đòn. Bỏ cây. Chế mất tên. Bỏ cây. Bắt bóng vào đây. Bắt bóng vào đây. Vậy là tầm tay vẫn chưa xác định được. Đây. Vậy là tầm tay xác định đánh lại pha bóng này. Vì là gió thời tiết mưa nên là tầm tay nhìn hơi mơ. Không thấy rõ được. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn, điểm cho Bắc Sơn 26-25. Điểm rồi. Cho Bắc Sơn 26-25. Đánh bóng
tốc của thị trấn hay là điểm 26 đều rồi. Thế đấu rất hấp dẫn. Nhưng pha bóng hay, đề nghị khán giả chúng ta cho tràng vỗ tay cho hai đội. Bắc Sơn đập bóng tốt. Đánh bóng tốt của Bắc Sơn. Điểm cho Bắc Sơn 27-26. Bóng tốt của thị trấn, điểm 27 đều cho thị trấn rồi. Dạ, khán giả đấy, rất vô của lòng. Cảm ơn. Alo. Khán giả vẫn nuôi đá tới đây. Và đây mà thị trấn bán chân tổ lơ thẳng đấy. Nuôi đá nuôi đá 1 mét. Con, rồi. Rồi. Hai mươi tám 27 cho thị trấn. Đây là 28 đều cho Bắc Sơn rồi. Bỏ. Rất hay. Thị trấn đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn 29-28. 29-28. Hai đội đã hòa nhau 1-0 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải bước vào trận đấu thứ 3. Trận đấu 15 quả và 8 quả đổi sân. Gãy cần. Và rồi hai đội đi hoài anh. Ngang rồi. Chúng phải dư điện thoại cho khốn, đắp ra quăng cả điện thoại đâu, đắp thang lên đắp lên bàn điện thoại lớn luôn. Cái gì điện thoại nữa đấy? Mó mà đâu nữa. Bàn lớn đập luôn. Bên đây hay là bên ý? Đâu, hàng mua 20 thang rồi đâu. Cái người quậy bên ý á? Không. Người quậy thì lên điện thoại quăng một đám. Này, anh bèn thôi. Bên là có 3 người quấy, à 2 người quấy. Ôi nó cứ tròn đôi mạnh nè, mạnh nói xem. Mạnh nó kêu một bên đi mạnh quá, bên đi yếu quá. Đấy, yếu quá, đánh nó muốn đánh nên đánh rồi.